Thưa quý vị, cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, việc đầu tư hạ tầng đường giao thông kết nối, điện, nước sạch phải đi trước một bước để bảo đảm đồng bộ khi công trình trọng điểm đặc biệt quốc gia này đi vào hoạt động vào năm 2026. Trong đó, việc đưa nước thô từ thượng nguồn sông Đồng Nai qua xử lý đạt các tiêu chuẩn để cung cấp cho sân bay lớn nhất nước ta đang được các đơn vị chức năng gấp rút thực hiện. Những ngày này, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành đoạn cuối cùng của công trình đường ống dẫn nước vào sân bay quốc tế Long Thành. Dự án được khởi công từ đầu tháng 5 2024 với tổng số vốn đầu tư gần 46 tỷ đồng, có tổng chiều dài hơn 5,6 km, đi qua địa bàn xã Long An và Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến nay, dự án đã thi công được 95% khối lượng toàn bộ công trình. Đơn vị thi công liên quan để giải quyết những cái vấn đề phối hợp, giải quyết nhịp nhàng các vấn đề vướng mắc để đẩy dự án về kịp tiến độ đã ra hạn. Đường ống được lắp đặt để dẫn nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai về phục vụ sân bay Long Thành. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp cho sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là 10.000 mét khối nước trên một ngày. Sau đó, tùy theo công suất sử dụng của sân bay quốc tế Long Thành, khi tiếp tục xây dựng giai đoạn 2-3, công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai sẽ nâng dần công suất lên đến 36.000 mét khối trên một ngày. Đây là cũng một cái công trình trọng điểm, cho nên công ty xác định là tầm quan trọng, cho nên là đã cố gắng hết sức phối hợp với các nhà thầu, các đơn vị chức năng để mà đảm bảo làm sao thi công hoàn thành sớm nhất có thể, để khi mà sân bay Long Thành có nhu cầu sử dụng là có thể có nước cung cấp ngay. Cùng với đường ống nước, hệ thống giao thông, điện kết nối với sân bay quốc tế Long Thành cũng đang được đồng loạt thi công để nhanh tiến độ, để đồng bộ khi sân bay đi vào hoạt động. Sân bay quốc tế Long Thành rộng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư dự kiến 3 giai đoạn 16,6 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 1 gồm một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành năm 2026. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành phiên bản 2.0. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 5 bệnh viện dẫn đầu về chất lượng trong năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh có 120 bệnh viện được đánh giá chất lượng, bao gồm 51 bệnh viện công lập, 63 bệnh viện ngoài công lập, 4 trung tâm y tế có giường bệnh, 2 bệnh viện thuộc ngành gồm Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện. 5 bệnh viện dẫn đầu bảng xếp hạng điểm chất lượng bệnh viện năm 2023 gồm 2 bệnh viện chuyên khoa sản gồm Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, 2 bệnh viện đa khoa gồm Bệnh viện Nhân dân 115, Nhân dân Gia Định và 1 bệnh viện chuyên khoa nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã cải tiến ở tất cả lĩnh vực từ năm 2022 đến năm 2023. Trong năm 2023, nhóm tiêu chí thuộc lĩnh vực hướng đến người bệnh đạt điểm trung bình cao nhất và thấp nhất là hoạt động chuyên môn. Mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo góp ý về chính sách tăng cường vi chất dinh dưỡng và nguyên liệu sử dụng trong chế biến thực phẩm. Từ tháng 3 2023 đến tháng 1 2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành hai văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 09 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 19/2018 và Công văn 10520 và trình Chính phủ trong quý 3 2024. Tới nay, dự thảo Nghị định sửa đổi do Bộ Y tế chủ trì vừa xây dựng xong và đang gửi lấy ý kiến góp ý từ bộ ngành, tổ chức quốc tế và một vài hiệp hội ngành thực phẩm. Tuy nhiên, dự thảo này vẫn chưa đề cập việc sửa đổi Điều 6 khoản 1 Nghị định 09 quy định về sử dụng muối iốt và bột mì trong chế biến thực phẩm như Nghị quyết 19 đã nêu. Tại hội thảo, doanh nghiệp và hiệp hội ngành thực phẩm đã phản ánh những khó khăn, bất cập mà các doanh nghiệp gặp phải trong việc tuân thủ Nghị định 09, từ đó đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 09, đưa ra các khuyến nghị chính sách hợp lý và thực tiễn tới Bộ Y tế nhằm điều chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 09 theo hướng hợp lý, phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế,